Đoạn video ngắn vừa rồi cho chúng ta thấy sự khác biệt lớn nhất giữa Realme VK10 và phiên bản mới nhất của nó, đó chính là chiếc Realme VK10 Pro. Đó là khả năng tránh vật thể tốt hơn rất là nhiều. Và ngoài khả năng tránh vật thể thì nó còn thể hiện điều này trên phần mềm nữa. Ở đây chúng ta thấy là cái phần mềm của chiếc Realme VK10 Pro có hiển thị luôn cái vật thể nó vừa tránh, đó là giày, đó là ổ cắm điện mà tôi vừa để ở đây. Chắc hẳn nếu nhà bạn đã từng sử dụng robot bụi thì bạn đã một lần, ít nhất là một lần gặp tình trạng đó là robot bụi đi quét trong nhà thì sẽ bị cuốn dây sạc này, dây tai nghe này, hay là va phải các cái vật thể như là phân của động vật trong nhà. Và đây là lý do tại sao Realme ra chiếc VK10 Pro. Vậy thì trong video lần này chúng ta sẽ cùng xem chiếc Realme VK10 Pro có những nâng cấp gì và hiệu quả của nó ra sao nhé. Để có những sự khác biệt rất lớn về đường chạy giữa hai chiếc robot thì sự trang bị trên hai chiếc robot này cũng có điểm nhấn. Đó chính là chiếc VK10 Pro thì có hệ thống camera ở đây, còn trên chiếc VK10 thường nó chỉ là những cảm biến thông thường mà thôi. Và chúng ta sẽ tập trung vào trên chiếc VK10 Pro và có hệ thống được hãng gọi là AI Action. Trong đó chúng ta sẽ có hai camera. Một là camera thường để nhận diện vật thể, tức là từ camera này thì AI của bộ vi xử lý bên trong máy sẽ nhận diện đó là giày, là tất, là phân của động vật hay là cây cối. Và camera còn lại sẽ là camera đo độ sâu trường ảnh, tức là chúng ta sẽ từ camera này máy sẽ tính toán được cái kích thước của cái vật thể đó để đưa ra lịch trình tránh tốt hơn cho chiếc Realme VK10 Pro. Hệ thống camera này sẽ tương tự như trên chiếc Omni X1 cao cấp của Dbot hay là trên chiếc S7 Max V Ultra. Thông thường thì chúng ta chỉ có hệ thống camera này trên những chiếc robot trên 10 triệu đồng mà thôi. Trước đây thì chúng ta có S7 và gần đây thì chúng ta có chiếc Realme Z10 Pro. Tuy nhiên là cái hệ thống trên chiếc Z10 Pro thì nó không có đầy đủ hệ cả các cái cảm biến đo độ sâu trường ảnh hay là cái cảm biến nhận diện AI Action cao cấp như trên chiếc VK10 Pro. Sau khoảng một tuần sử dụng thì tôi nhận thấy rằng là cái tỷ lệ tránh vật thể của chiếc VK10 Pro là khá tốt. Tuy nhiên rằng là cũng vẫn có những trường hợp mà chiếc VK10 Pro này nhận nhầm. Và điển hình là ví dụ tôi sử dụng chiếc S7 Max V Ultra thì trong khoảng một tuần thì gần như là tôi không phải gỡ mắc dây điện của trên chiếc S7 lần nào. Nhưng mà với chiếc VK10 Pro thì đâu đó cỡ khoảng một lần hoặc có tuần hoặc là hai lần là tôi sẽ phải tháo chiếc VK10 Pro ra khỏi dây điện. Đương nhiên rồi, tỷ lệ này vẫn cao hơn rất là nhiều so với chiếc VK10. Nếu trước đây mà khi mà cho chiếc robot hoạt động thì gần như là ngày nào tôi cũng phải để chiếc VK10 nó bị mắc dây điện vì là nó không có hệ thống camera để nhận diện những cái vật thể như vậy. Và để có được cái nâng cấp camera với hiệu quả rất là cao như vậy thì chúng ta phải chi thêm cỡ khoảng 5 triệu đồng chênh lệch giữa chiếc VK10 thường và chiếc VK10 Pro. Theo tôi thì đây là một mức chi phí rất hợp lý với cái hệ thống trang bị camera này. Tuy nhiên bạn sẽ phải cân nhắc so với cái nhu cầu sử dụng của bản thân. Nếu mà nhà bạn thường xuyên sạch sẽ, không trẻ em, không có vật nuôi thì tôi nghĩ rằng có lẽ bạn cũng cần cân nhắc không cần thiết phải nâng cấp lên chiếc VK10 Pro. Nhưng mà nếu mà nhà bạn có rất là nhiều vật thể để lung tung trong nhà, chúng ta có vật nuôi, chúng ta thậm chí có trẻ em thì chắc chắn là bạn nên suy nghĩ về việc nâng cấp lên chiếc VK10 Pro. Về các cái tính năng khác trên chiếc VK10 Pro thì gần như là không khác biệt so với phiên bản thường. Chúng ta vẫn có một cái dock khá là lớn ở đây để chứa nước giặt và nước thải. Và để phân biệt so với phiên bản thường thì chúng ta có thể thấy là phiên bản Pro nó sẽ có thêm cái màu vàng đồng ở phía trên, cả trên robot lẫn ở trên phần dock của sản phẩm như thế này. Ở bên trong của chúng ta vẫn có hai khay nước chứa với dung tích cỡ khoảng 4 lít. Đây là khay nước sạch, dung tích 4 lít. Và khay nước bật cũng có dung tích tương tự với dung tích khoảng hơn 4 lít. Theo thử nghiệm đánh giá thực tế của tôi thì một tuần tôi sẽ phải tiêm nước cho robot này khoảng 2 lần. Và với diện tích của nhà tôi là khoảng hơn 70m². Nhưng một sự nâng cấp lớn hơn trên chiếc bản Pro so với bản thường, đó là trên chiếc bản Pro nó sẽ có thêm cái khả năng là khử mùi hay là khử trùng bằng ion bạc. Tính năng này sẽ giúp chúng ta khử mùi tốt hơn. Và thực tế khi mà tôi ngửi thử cái nước thải của chiếc VK10 Pro thì nó có mùi hơi hăng hăng một chút. Đây là cái mùi của ion bạc khi mà phát ra từ chiếc VK10 Pro. Còn lại về lực hút thì VK10 Pro cũng tương tự với lực hút là 4000 PA và có thể nói là đây là lực hút lớn nhất hiện nay trên thị trường. Chúng ta cũng có dung lượng pin lớn là 6400 mAh, tức là nó cao hơn so với mức trung bình của các robot hút bụi khác là khoảng 5200 mAh. Và trong thử nghiệm của tôi thì với căn nhà diện tích cỡ khoảng 73m², diện tích thực hút thì khoảng hơn 40m², thì đa số các lần hút thì nó chỉ mất khoảng từ 30-40% pin mà thôi. Hệ thống giặt rẻ trên chiếc VK10 Pro thì vẫn giống chiếc VK10 bản thường, nhưng mà theo tôi thì cũng không cần thiết phải nâng cấp quá nhiều bởi vì đây vẫn là hệ thống giặt rẻ và lau nhà theo tôi là tốt nhất trên robot hiện nay. Chúng ta có hai cái khay rẻ ở hai bên xoay như thế này cho cái độ làm sạch nó có thể nói là tốt nhất trên thị trường, nhỉnh hơn một chút so với chiếc S7 Max V Ultra sử dụng cơ chế lau dung bình thường.
Và sản phẩm này thì có, nó vừa lau xoay và nó vừa tạo ra một lực nhấn khoảng 10 Newton, cho nên là hiệu quả là rất là sạch sẽ. Hơi đáng tiếc một chút đó là cái phần pad lau này, khi mà chúng ta muốn thay thì chúng ta sẽ phải thay toàn bộ, thay vì là chúng ta chỉ cần thay cái phần mặt rẻ phía trên. Hiện tại thì trên thị trường đã xuất hiện một số cái nhà cung cấp bên thứ ba là chúng ta chỉ cần thay cái mặt rẻ này thôi thì sẽ tiết kiệm một chút chi phí cho chúng ta. Một điểm mà tôi không thích ở trên chiếc VK10 Pro đó là chúng ta phải đánh đổi. Trên chiếc S7 Max Bay Ultra khi mà gặp thảm thì sản phẩm này có thể tự nâng cái pad lau lên. Vì vậy chúng ta vẫn có thể sử dụng thảm kết hợp với sàn cứng bình thường. Nhưng mà với chiếc VK10 Pro này, nếu mà nhà bạn sử dụng nhiều thảm ấy, thì bạn bắt buộc phải tháo cái pad lau này ra thì nó mới có thể hoạt động được. Hoặc là nó sẽ không lau ở trên phần thảm, không hút bụi trên phần thảm. Đây là một cái mà chúng ta phải đánh đổi do cái cơ chế lau khác biệt giữa chiếc Dreamy VK10 Pro và trên chiếc Roborock S7 Max Bay Ultra. Về các cái điểm khác thì chúng ta cũng tương tự thôi, chúng ta vẫn còn bánh xe cao su để hoạt động chính này. Chúng ta cũng chỉ có một chổi quét ở bên. Theo tôi một chổi thì là đủ, không thiết thì chúng ta phải có hai chổi như là một số dòng sản phẩm của Dbot. Chúng ta có một bánh xe điều hướng và ở đây chúng ta có một chổi. Chổi này thì nó không có cơ chế chống rối giống như trên chiếc S7 Max Bay Ultra, nhưng mà tôi thích hơn ở một điểm đó là nó phần răng lược, răng cưa ở chỗ điểm này thì nó cũng hạn chế được cái phần rối tóc. Xét về cái phần chổi lau này thì tôi vẫn đánh giá trên chiếc Dbot thì nó sẽ tốt hơn, vì có cơ chế lau kép, chổi kép thì nó vừa hạn chế được tình trạng rối cũng như là tăng hiệu quả hút hơn. Ở bên trong chúng ta vẫn có một cái khay chứa bụi. Khay chứa bụi này thì có dung tích khá là lớn. Và một điểm mà tôi cũng thích nữa đó là một chi tiết nhỏ thôi, đó là cái phần cửa lau này nó có một cái phần nhựa nhỏ để chắn, khi chúng ta kéo lên thì nó hạn chế cái tình trạng bụi bị bay ra ngoài. Trên chiếc S7 Max Bay Ultra thì rất tiếc lại không có. Tuy nhiên cũng phải nói luôn, chiếc VK10 Pro vẫn chưa có khả năng thu rác tự động như là một số model cao cấp khác. Và để có được điều này thì chúng ta bắt buộc phải mua cái dòng sản phẩm cao cấp hơn của Dreamy. Và mức giá sản phẩm này thực ra theo tôi là không hề rẻ, tức là nó khoảng 23 triệu đồng. Và ở mức giá này thì theo tôi chúng ta có thể đòi hỏi được rằng là Dreamy phải trang bị thêm cái tính năng gom rác tự động giống như là chiếc S7 Max Bay Ultra. Phần đốc lau của chiếc Dreamy VK10 Pro có một điểm hơn so với đối thủ Roborock S7 Max Bay Ultra, đó là nó có sẵn tính năng sấy khô bằng khí nóng. Trên chiếc S7 Max Bay Ultra thì nó sấy khô bằng thường, gió thường, cho nên là rất là lâu mới có thể khô. Trong một số thử nghiệm của tôi thì chúng ta phải để qua đêm mới có thể khô được, nhưng mà với chiếc VK10 Pro này thì do nhờ sấy nóng nên vài tiếng là cái rẻ đã khô rồi. Cái này nó sẽ rất là hiệu quả trong thực tế, bởi vì là nếu mà chúng rẻ chúng ta lau giặt về ấy, thì mà chúng ta không khô được ngay, cái mùi hôi nó rất là để thời gian lâu, đặc biệt là trong các cái vùng khí hậu nóng ẩm như là miền Bắc. Tổng kết lại, chúng ta có một chiếc Dreamy VK10 Pro có hệ thống camera Action AI hoạt động khá là hiệu quả, không tuyệt đối như là nhà sản xuất quảng cáo, tuy nhiên là nó cũng thể giúp chúng ta khoảng 90% công việc rồi, giúp chúng ta đỡ việc phải dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trước khi mà bật chiếc robot này đi hút và lau. Và hệ thống lau thì vẫn được đánh giá là một trong những robot có hệ thống lau hiệu quả nhất hiện nay, có cả khả năng sấy nóng. Hơi đáng tiếc một chút là chúng ta không có khả năng gom rác tự động như trên chiếc S7 Max Bay Ultra. Vậy còn bạn thì bạn đánh giá sao về chiếc Dreamy VK10 Pro này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.